Đây là một cái máy mà các bạn chỉ cần bỏ bột mì, trứng, sữa, men, bơ và sau đó bấm nút đợi khoảng chừng 3-4 tiếng thì sẽ có bánh mì để ăn các bạn. Thì cái máy này nó làm được rất là nhiều loại bánh ở đây các bạn và nó có tới 25 chức năng lận. Ngoài những cái loại bánh theo cái công thức này thì các bạn có thể dùng cái máy này để mà sáng tạo ra nhiều cái loại bánh khác. Nhưng mà nếu mà các bạn không có biết gì về làm bánh thì các bạn có thể mua cái máy này về và bỏ đúng cái nguyên liệu vào theo từng cái công thức trên này. Ví dụ như là bánh mì cơ bản thì các bạn có cần có bột mì nè, men nè, bơ nè, rồi sữa tươi chẳng hạn, thì bỏ vô đúng liều lượng rồi sau đó bấm cái nút trên này thì cỡ 2 tiếng, cỡ 3 tiếng thì các bạn sẽ có một cái mẻ bánh mì nó sẽ to cỡ này nè các bạn. Các bạn chỉ cần lấy cái khay ra và đổ ra là đã có một cái ổ bánh mì khá là to để ăn ở trong nhà rồi các bạn, không cần phải đi ra ngoài mua trong cái mùa dịch này. Thì cái này á, mình sẽ nói sơ về cái nguyên lý hoạt động của nó nha các bạn, để cho các bạn nào mà đang tìm hiểu về cái máy này cũng có thể hiểu sơ và có thể chọn cho mình một cái máy làm bánh mì tự động, một cái phù hợp nhất đó. Thì ở đây nè các bạn, những cái dòng xung quanh những cái thanh này nó gọi là những cái thanh gia nhiệt các bạn, để nó gia nhiệt vào cái lòng của cái máy làm bánh này. Cái này gọi là cái âu làm bánh các bạn đó. Thì bên trong này nó có một cái thanh này gọi là thanh nhồi bọt. Thì cái thanh này á, lúc mà hoạt động á, nó sẽ xoay kiểu này nữa các bạn, nó xoay ở bên dưới này, nó có một cái phần ở đây các bạn, nó sẽ truyền động từ cái phần động cơ bên dưới này của cái máy các bạn, nó sẽ truyền động lên đây để mà xoay cái phần trộn bột này. Và cái âu trộn bột này thì nó chống dính rất là tốt các bạn, nó không có bị dính bột đâu đó. Thì cái máy nó chỉ có vậy thôi các bạn, còn bên trong cái phần điều khiển á thì cái mặt nó sẽ phức tạp hơn, về nó tính toán thời gian và nó lên men các kiểu thì nó thuộc về bên điện tử rồi. Mình chỉ nói cơ bản về cái nguyên lý hoạt động của nó như vậy. Rồi thì ngoại hình của cái máy Ranbank 135G này thì tất cả menu đều là tiếng Việt hết nha các bạn. Cái phím này cũng là tiếng Việt luôn. Còn cái tem này thì của nhà sản xuất và cái tem này thì của cái chỗ bán hàng các bạn. Nhà sản xuất công bố thì vòng quanh này lấy nóc các bạn. Và bên trong này là bằng thép. À, họ có mạ một cái lớp không rỉ. Thì cái này phần này nó cũng mỏng thôi các bạn. Nó mỏng thôi. Các bạn gõ vào thì nghe giống như là tôn vậy. Rồi thì ngoài ra nó còn trong quá trình làm bánh nó còn tùy theo cái loại bánh mà nó dừng lại để mà nó lên men bánh nữa các bạn. Thì khi mà một cái mẻ bột mà các bạn bỏ vô đây nó chỉ là một cục bột nhỏ thì thôi, nhưng mà sau khoảng chừng 2-3 tiếng nó lên men á thì bột nó sẽ dâng cao lên chừng này luôn các bạn. Đó. Thì các bạn sẽ quan sát những cái lần đầu các bạn mua cái máy này về, mình sẽ quan sát mình coi nó làm như thế nào và mình hiểu hơn. Rồi sau đó mình cũng có thể áp dụng luôn những cái chức năng bên trong này như là nhào bột rồi xào này. Cái chức năng này xào mình thấy nhiều bạn tận dụng cái chức năng xào này để mà làm cái gọi là chà bông của các bạn, mà ở miền Bắc người ta gọi là ruốc á. Thì cái đó làm bằng cái máy này rất là ok, mình chỉ cần bỏ thịt mà mình đã xé nhỏ mình bỏ vô đây thì cái máy này nó tự động làm và sau chừng 2-3 lần xào này nó cho ra một cái mẻ chà bông rất là thành công luôn các bạn. Rồi ngoài ra nó còn làm được mứt rồi nó còn rã đông, nhưng mà cái chức năng này thêm vào cho vui thôi các bạn, tại vì nó rã đông thì sẽ không có bằng cách mình rã đông bằng lò vi sóng hay là rã đông bằng một số cái phương pháp khác đó. Rồi ở đây mình đặc biệt là từ hôm mua cái máy này về tới nay là mình đã làm được 8 mẻ bánh rồi các bạn, 8-9 mẻ rồi. Thì nó sau khoảng 8-9 mẻ bánh á thì mình có nhận xét về cái máy này nó như thế này, là cái phần trộn bột này các bạn xài một thời gian có thể là mình sẽ phải thay cái này, nó bị sờn, nó bị giống như nó bị mài mòn đó các bạn. Còn cái âu trộn bột này thì cho tới bây giờ thì nó vẫn còn tốt, nó chưa mình chưa thấy cái điểm nào mà nó bị tróc cái lớp chống dính hết.
Thì cái lớp này là cái lớp chống dính, giống như những cái khay mà mình nướng bánh bông lan vậy các bạn. Nhưng mà nó có gắn thêm một cái trục truyền động lên đây để mà bắt vô cái này gọi là cái thanh trộn bột. Rồi thì khi mà cái thanh trộn bột này mình làm xong đó các bạn, thì mình thấy rất là khó lấy ra. Thì mình có một cái mẹo để mà lấy ra rất là dễ dàng, đó là các bạn là ngược cái này lại, các bạn cầm một cái tay vô cái phần này các bạn, rồi cái tay kia các bạn giữ cái thanh trộn bột ở đây, rồi các bạn xoay xoay nhẹ, các bạn lắc lắc nhẹ, rồi các bạn lấy ra, nó sẽ dễ dàng hơn là các bạn dùng cái cây mà lấy. Họ có tặng trong máy, họ có tặng cho mình một cái cây để lấy cái thanh trộn bột ra các bạn, nhưng mà cái cây đó nó móc vào đây nè để nó gị ra, giật ra, nhưng mà như vậy mình thấy nó không hiệu quả mà nó còn làm trầy cái thanh này nữa các bạn nè, mình lấy không có được luôn, nhưng mà nó còn làm tróc sơn của cái thanh này. Thì cái thanh này nếu mà nó bị tróc sơn quá thì các bạn phải mua cái mới các bạn, tại vì nó sẽ bị dính bột vô đây, nó không còn chống dính nữa. Rồi thì mình có cầm thử một cái âu trộn bột của cái máy làm bánh mì của thương hiệu Panasonic các bạn. Thì cái thương hiệu đó thì nó đắt hơn cái máy này khá là nhiều, nó đắt gần như là gấp gấp 3 các bạn, gấp 3 lần. Thì cái âu trộn bột đó họ làm rất là có, mình cầm vô á thì nó cũng không phải là nặng hơn nhiều, nó cũng không phải là dày quá về cái lòng của làm bánh này, nhưng mà nó cái lớp chống dính đó các bạn, họ làm khá là chất lượng hơn là cái máy của Ranbank này các bạn. Rồi thì đó là vậy thôi. Còn cái này á, thì các bạn lưu ý là khi mình đặt vô mới lần đầu các bạn sử dụng thì mình đưa vô như thế này nè, rồi mình xoay. Mình có thể dùng cái này mình xoay cũng được, nhưng mà nó hơi yếu, mình có thể dùng tay mình vịn vào hai cái thành này các bạn để mình xoay lại, là cái âu trộn bột nó sẽ dính vô đây. Rồi khi mà các bạn làm bánh á, thì các bạn nên có một cái cân loại điện tử á. Thì các bạn sẽ đặt cái khay này lên cái cân, rồi các bạn reset nó về 0 gram, tức là cái trọng lượng của các bạn, cái trọng lượng không có tính cái âu này. Rồi sau đó mình bỏ bột vô từ từ, mình bỏ nguyên liệu vô từ từ, mình canh cho nó chính xác thì nó sẽ không có bị hư cái bánh của mình các bạn. Tại vì các bạn mà bỏ nguyên liệu không có đúng, tuyệt đối phải bỏ đúng cái nguyên liệu. Thì mình có một cái tài liệu mình sẽ để bên dưới cho các bạn đầy đủ những cái menu để mà làm tất cả các loại bánh trên này luôn. Mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho bạn nào cần có thể tải về và xem, nếu mà sử dụng với cái máy này hoặc là những cái máy khác cũng được các bạn, có thể sử dụng chung, tại vì cái liều lượng nguyên liệu thì có thể sử dụng chung, và cái máy thì tùy vào từng cái menu mà họ gọi tên ở đây nó khác thôi các bạn. Nhưng mà cơ bản á thì cái máy này sẽ làm bánh mì là ngon nhất. Còn làm bánh bông lan á thì các bạn phải đem ra ngoài để các bạn đánh trứng, rồi sau đó bỏ tất cả các hỗn hợp mà trứng với bột mà bạn đánh rồi các bạn mới bỏ vô đây các bạn nướng thôi. Nó chỉ đóng vai trò như là một cái lò nướng thôi các bạn, chứ nó không có thể làm một cái bánh bông lan từ A tới Z mà thành công được. Từ hôm bữa tới giờ mình đã làm được những cái loại bánh, năm cái loại bánh đầu tiên rồi các bạn. Năm cái loại bánh đầu tiên là mình làm nhiều nhất. Mình đã làm bánh mì khoai lang nè, rồi bánh mì bí đỏ nè, rồi bánh mì bột nguyên cám các bạn đó. Thì những cái loại bánh đó là mình làm nhiều nhất và lần nào nó cũng thành công hết các bạn. Mình thì cũng không có kiến thức nhiều về làm bánh đâu. Nhà mình cũng vậy, không có ai có cái kiến thức nhiều về làm bánh, nhưng mà cứ mua cái này về rồi làm, bỏ đúng cái nguyên liệu. Các bạn cần nhất là bỏ đúng cái nguyên liệu vào, và men á các bạn, thì các bạn lưu ý là không nên bỏ nó đầu tiên hoặc là cuối cùng. Các bạn nên bỏ nó ở khoảng giữa giữa để mà nó, mình nghe cái lời khuyên vậy thôi, để tránh nó bị hư cái men các bạn. Còn đây là cái thanh rắc rắc hạt các bạn. Thì các bạn lúc làm những cái loại bánh mì mà có hạt đó các bạn, thì các bạn sẽ bỏ hạt vô đây, rồi sau đó đẩy cái nắp lại, rồi cái máy nó sẽ tự động có một cái nút ở đây nè các bạn, nó sẽ tác động vô cái nút này để mà nó rắc hạt xuống. Ở đây nó có cũng có một cái lẫy nè các bạn, nó sẽ tác động vô cái nút này để mà rắc cái hạt xuống trong cái lúc mà nó ở cái bước cuối đó các bạn, ở cái bước cuối của làm bánh á, thì nó sẽ rắc hạt trước khi nó lên men. Thì còn nếu không á, có những cái dòng máy của Petrus các bạn, một số dòng máy thì nó không có cái khay rắc hạt này, thì các bạn có thể tự rắc cũng được các bạn. Các bạn canh ở cái bước mà nhồi bột á, cái bước nhồi bột cuối cùng á, thì các bạn có thể rắc hạt vô, rồi nó tự động nó lên men, cái hạt nó sẽ dính vô cái bánh của mình đó. Thì
Thiệt ra cái khay rắc hạt này cũng mình cũng ít khi xài, từ hôm bữa giờ là mình ít khi xài nó lắm. Rồi thì giới thiệu kỹ hơn về cái menu của cái máy này nha các bạn. Thì ở đây nó có những cái menu nè, các bạn bấm chọn cái menu thì nó sẽ lên số 1, số 2, số 3, số 4 cho tới số 25 nha các bạn. Thì các bạn làm cái chức năng nào thì các bạn bấm đúng cái menu đó. Ví dụ như là cái này á, mình thấy bất tiện ở chỗ là cái phím menu này nè, các bạn không có bấm nhanh được. Đó, muốn trả về số 1 là phải bấm chạy hết tới 25 rồi mới trả về số 1. Đó, nó hơi bị không có hay ở chỗ đó. Đó, thì ví dụ như là cái công thức làm bánh mì cơ bản ở số 1 này thì các bạn sẽ cần một số cái nguyên liệu mình nói sơ đây nha. Thì cũng có bột mì nè, có bơ nè, và đặc biệt là men nở nha các bạn, men của bánh mì á. Thì men á, có thể các bạn chọn mua cái men loại làm cho bánh mì ngọt và bánh mì lạt, nó sẽ khác nhau nha các bạn. Các bạn lưu ý, ví dụ như mình làm bánh mì bình thường cơ bản kiểu này thì các bạn nên chọn cái loại men lạt nha. Cái men lạt nó sẽ có màu đỏ thì phải. Đó. Rồi ở đây sau khi chọn menu xong thì các bạn sẽ chọn tới cái phần trọng lượng nha các bạn. Mình á, thì mình thường hay làm cái bánh 500 gram thì chọn cái trọng lượng 500 gram nè các bạn. Rồi tới nữa là các bạn sẽ chọn cái màu nướng. Cái màu nướng á, thì ở đây nó sẽ hiển thị ở đây là cái màu nướng bình thường. Còn các bạn nếu mà các bạn chọn màu nướng đậm, tức là các bạn nướng cho nó vàng luôn á, thì các bạn sẽ chọn ở đây. Đó, nó ra cái màu nướng đậm. Rồi cái thời gian này á thì nó sẽ tùy thuộc vào cái màu nướng của mình nữa các bạn. Ở đây không biết sao nó không có đổi, nhưng mà một số cái menu á, nó sẽ đổi cái thời gian tùy theo cái này và cái khối lượng nữa. Ví dụ như các bạn chọn cái khối lượng lớn hơn thì nó cũng sẽ thay đổi cái thời gian làm bánh. Ví dụ như là 500 gram thì chỉ có 3 tiếng 55 phút thôi. Còn 700 gram thì sẽ là 4 tiếng. Còn 1 ký cái bánh mà 1.000 gram á, là nó sẽ 4 tiếng 5 phút. Rồi, chỉ vậy thôi. Rồi còn cái thời gian này các bạn cũng có thể hẹn giờ nè. Ví dụ như là các bạn chọn lên thì trong vòng 5 tiếng rưỡi nó sẽ làm cái bánh xong. Tức là nó sẽ đợi các bạn. Nó sẽ đợi tới cái khoảng... còn chừng 45 phút nữa là tới 5 6 tiếng vậy hả? Trên màn hình hiển thị đang là 6 tiếng thì nó sẽ đợi còn tới 45 phút nữa tới 6 tiếng thì nó sẽ bắt đầu nướng ở cái giai đoạn đó. Nhưng mà trong cái sách hướng dẫn sử dụng của cái máy này họ cũng khuyên là đối với những cái loại bánh mà nó có trứng hay là có sữa đó các bạn, nó sẽ bị biến chất theo thời gian, nên là nếu mà các bạn chọn cái thời gian mà tới mười mấy tiếng, tức là các bạn hẹn giờ cho nó. Ví dụ như là 8 giờ tối các bạn bỏ nguyên liệu vô và tới 6 7 giờ sáng thì các bạn nó mới bắt đầu nướng bánh, thì lúc đó cái bánh nó sẽ bị biến chất các bạn, tại vì nó có trứng có sữa trong đó. Thì cái chức năng hẹn giờ này chỉ dành cho những cái loại nguyên liệu làm bánh mà nó không có bị biến chất theo thời gian các bạn. Những loại nguyên liệu bình thường như là bột mì này kia nó không có bị hư theo khoảng thời gian mười mấy tiếng đó. Thì các bạn nên lưu ý ở điểm đó. Rồi, vậy thôi. Thì sau một thời gian sử dụng cái máy này á, thì mình thấy cũng khá là hài lòng các bạn. Mình làm thành công ngay từ cái lần đầu tiên luôn. Và không có cần phải biết nhiều về làm bánh đâu các bạn. Chỉ cần quan trọng nhất của cái máy này là bỏ đúng liều lượng. Các bạn phải bỏ đúng liều lượng. Còn nếu mà bỏ dư thì không đảm bảo nha. Ví dụ như bỏ dư men thì có thể nó nở hơi cao, thì cái bánh của các bạn cũng không thành công, hoặc là các bạn bỏ ít bọt quá thì cũng không được. Đó, vậy thôi. Rồi về ưu nhược điểm của cái máy này á, thì mình thấy nó làm cũng không có ồn ào lắm đâu các bạn. Ví dụ như mình thử mình nhào bọt thử đó, thì cái tiếng nhào bọt của nó sẽ như thế này các bạn, vậy thôi. Còn còn lại thì nó mình thấy là nướng bánh á, thì cái công suất máy của này là 500W lúc nướng bánh các bạn, nên là nó nướng bánh nó nhiều lúc mình thấy nó cũng không có được vàng lắm. Thì mình sẽ bấm thêm các bạn, mình sẽ chọn cái chức năng nướng nè, chức năng số 24, mình sẽ chọn cái menu số 24, sau đó mình sẽ nướng thêm cả 15 phút nữa thì nó sẽ được các bạn. Đó, thì lưu ý là cái máy này nó sẽ hiện lên một số cái thông báo lỗi, ví dụ như là khi mà cái máy mà nó đang nóng, nó vừa nướng xong nó nóng quá, mà các bạn chọn cái chức năng nhào bọt hay là một vài cái chức năng khác thì nó sẽ không cho các bạn chọn, tại vì cái máy đang rất là nóng nên mới vừa nướng xong đó các bạn. Thì các bạn phải đợi một lúc
hoặc là các bạn phải bấm vô cái nút này để các bạn reset lại cái chức năng. Đây, các bạn phải nhấn giữ cái phím khởi động này các bạn, nó sẽ kêu một tiếng tít lên và nó reset lại cái tính năng đó, thì các bạn mới bấm chọn ra cái menu khác được. Rồi, chỉ vậy thôi. Thì cái máy này tóm lại là với cái giá tầm dưới 2 triệu cho một cái máy làm bánh mì gia đình, và có thể dùng nó để mà làm thêm nhiều cái loại bánh khác. Cái chức năng trộn bột này các bạn thấy khá là hay, tại vì nếu mà các bạn mua một cái máy trộn bột mà dạng độc lập á, thì các bạn cũng phải tốn tầm 1 triệu đổ lại, hoặc là có thể là mắc hơn. Nhưng mà cái đó các bạn phải tốn thêm cái chỗ để nữa. Còn nếu mà các bạn mua cái máy này vừa làm được bánh mì, mà nếu mà các bạn làm cái loại bánh khác hoặc là làm một vài cái loại gì đó mà cần phải trộn á, các bạn có thể bỏ vô đây và nó trộn rất là, mình thấy rất là hiệu quả luôn các bạn, trộn rất là đều đó. Thì một cái máy đa năng và rất là phù hợp trong cái mùa dịch này, mình không có ra ngoài mua bánh được. Bánh mì bây giờ thì được mua rồi các bạn, nhưng mà hồi trước mấy bữa trước thì tranh cãi rất là nhiều, nên là nếu mà có một cái máy này ở nhà mình có thể tự làm và thưởng thức ở nhà, nó cũng vệ sinh và nó chất lượng hơn các bạn. Các bạn có thể sáng tạo nhiều cái loại nguyên liệu hoặc là bỏ thêm rất là nhiều cái loại nguyên liệu cao cấp vô, thì cái bánh của mình sẽ rất là chất lượng và rất là ngon. Ok, mình sẽ kết thúc video clip ở đây. Hy vọng là cái video clip này của mình sẽ giúp ích được cho những bạn nào đang tìm hiểu về cái máy làm bánh mì, hoặc là muốn mua cái máy này thì cũng có thêm thông tin. Thì mọi thông tin về cái máy này mình sẽ để bên dưới phần mô tả, có thêm link trên Lazada và Shopee để cho bạn nào muốn mua luôn. Và bất kỳ cái thắc mắc nào về cái máy này hoặc là những cái máy tương tự, các bạn cứ để bên dưới, nếu mà mình biết thì mình sẽ trả lời ngay cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào.